Cái ông Gareth Southgate thực sự tôi nói thật đấy dưới góc nhìn của một gọi là England fan tôi tôi theo dõi ông này mà tôi cảm thấy gọi là phẫn nộ ức chế dã man luôn tôi cũng không hiểu các bạn cảm thấy nào tôi cá nhân tôi nhé tôi cảm thấy siêu khó chịu luôn cái đồng chí này tại vì nắm ở trong tay mình hàng loạt những cầu thủ gọi là xuất chúng mà cái thể loại bóng đá nhìn khó chịu bực mình thế cái gì toàn những cầu thủ xuất chúng rồi đi đá ông Harry Maguire đá chính bực cũng chỉ chịu được nhiều, nhiều lúc nói thật đấy tôi là cổ động viên của England tôi tôi xem cả sau gậy một tội ức chế bực thì thôi rồi luôn hòa một đều nắm trong tay Jude Bellingham Harry Kane Raheem Sterling Jack Grealish Phil Foden ai nữa Marcus Rashford Carl Walker John Stones Ông hậu vệ gì đấy của Chelsea đấy Cobo à Ông hậu vệ gì của AC Milan đấy Bukayo Saka đúng Bukayo Osaka Thủ môn Ramsdale Trent Alexander-Arnold Luke Shaw cánh trái Ben Chilwell cảnh... Mạnh Mạnh vãi nồi Thầy với chán luôn đấy mạnh vãi nồi tomorrow cảm ơn các bạn rất nhiều tomorrow Thế luôn toàn những cầu thủ mạnh vãi trưởng midfield Tôi còn chưa nói midfield Declan Rice Calvin Phillips thì tôi không đánh giá Calvin Phillips tôi nghĩ là qua cái thời kỳ đấy Jude Bellingham ở midfield Có ai midfield nữa nhỉ Ai midfield của England nữa Quên bé Madison oh, Toàn những cái <laughs> Vai trưởng mà hoa oh my god, thực sự luôn cứu tôi với, cứu tôi với luôn ấy. sao kết đã biến đi hộ tôi, đi đi, thực sự luôn đi đi. rồi à, tôi nói thật dưới góc nhìn của bộ fan England, tôi lại phải trải qua một cái kỳ Euro đau đớn tiếp cho mình xem. Bực quá gì chứ? quá hay nào mà bây giờ cái thời đại bây giờ ở cái năm 2023 mà vẫn còn cái năm 2023. Mà vẫn còn lôi ông Harry Maguire đá chính cho đội tuyển quốc gia Anh được oh, Thề luôn mù hết cả mắt luôn đấy Xem 2023 rồi Tôi xin lỗi chúng ta không còn là 2019 Cái đợt mà Cái gì? 2018 à? 2018-2019 cái đợt mà World Cup rồi Nations League trước đây Hết rồi hết rồi chúng ta cần phải move on chúng ta ấy cần phải sang một cái chương mới hộ tôi cái thời đại bây giờ đây mà vẫn còn nhét được ông Harry Maguire và đội bóng Oh my god, cứu tôi với Đá cái thể loại bóng đá thực sự Nó tiêu cực Nó nó bảo thủ Siêu chán luôn Siêu chán Biến đi Biến đi please Sau cái kỳ Euro là thôi tôi đã phát nhá rồi Sau cái kỳ World Cup tôi cũng phát ngán rồi không thể nào mà tiếp tục như thế này được nữa. Dẹp hộ tôi cái. Không còn thể nào mà cái này cái cảm giác này y hệt như cái thời Obligana Social. Ồ. Oh. Cái cả bạn nào những bạn nào mà follow Việt Devils từ những ngày đầu tiên các bạn sẽ nhớ cái thời Obligana Social tôi đến cái mức rồi đến cái ngưỡng nào đấy tôi không thể chịu được nữa Tôi sẽ cố gắng tìm lý do, tôi sẽ cố gắng phản biện, tôi sẽ cố gắng ủng hộ, tôi sẽ cố gắng thế này thế nọ để trao đủ cơ hội. Nhưng mà một khi mà qua được một cái ngưỡng nào ấy là thôi dẹp 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 đi chỗ khác của tôi cái xem mà ức chế thì thôi rồi luôn thề bực thế không bao giờ tiến bộ được xem mà khó chịu bây giờ tôi nói thật cánh trái Jack Grealish cánh phải Bukayo Osaka ở trên là Harry Kane số 10 là Madison xong rồi số 8 là Jude Bellingham sau đây là số 6 là Rice sau đấy là hậu vệ phải Kyle Walker, hậu vệ trái Luke Shaw. Không phải Luke Shaw nhé, Ben Chilwell vào đấy. Sau đấy là John Stones là trung vệ, sau rồi ông trung vệ còn lại. Bất cho tôi Tomori hay là bất kỳ một ai đây cũng được, khổ quá vì sao mà phải nhét Harry Maguire vào. Xong đá cho tôi lối đá. Tiên tiến, tích cực, dâng cao, pressing cao. Tất cả những cầu thủ này đều đá ở trong những câu lạc bộ ấy mà đá theo kiểu đấy. Bayern là đá dominating của Hurricane đúng không? MU bây giờ Eric Ten Hag là đào tạo đi theo cái hướng đấy, City đá theo cái hướng đấy, Arsenal đá theo cái hướng đấy. Nhưng mà về đội tuyển quốc gia à, mấy cái ông này à phải quay trở lại cái thời kỳ đồ đá. Ôi mẹ ơi bực quá cơ chứ, bực dã man luôn ấy. Tất cả những cái đội bóng mà có những cái cầu thủ chất lượng như thế này này và những cái cầu thủ hàng đầu thế giới như thế này này, toàn đá một cái lối đá kiểm soát nhiều. Toàn đá một cái lối đá ấy là dominating Gây áp đảo đối phương Nhưng mà về đội tuyển quốc gia gặp cái ông huấn luyện viên này à Là phòng ngự phản công Là hết nhất Harry Maguire vào Là không thể nào mà dâng cao lên được Bực không thì chịu được luôn ấy Thực sự luôn Điên Nó lại bị điên à Ai giải thích cho tôi Ai giải thích cho Gareth Southgate đi Chả cần giải thích Ai nói thẳng trực tiếp cho Gareth Southgate của tôi cái là Bây giờ là 2023 rồi Bây giờ à không có khủng long xung quanh mình nữa Bây giờ không phải là thời kỳ đồ đá Bây giờ à mình không phải làm, làm lửa Từ mấy cái miếng gỗ Miếng sỏi Khổ quá Đá kiểu bóng đá gì như cái thời xưa ấy Bực thế chứ Xem mà kiểu siêu ức chế luôn England như này ấy à Tôi nói thật trong vòng 10 năm tới à Vô địch cái, cái quái gì à. Xin lỗi Vừa mới vào stream một phát Mình nghĩ đến England mà thấy khó chịu rồi Như giờ hơi thực sự Cái lứa này à sắp Cái lứa này ấy, đến một cái lúc nào đấy Là chín mùi Chín mùi ấy, là cái tư duy bọn nó ấy, Là phải phù hợp với một cái huấn luyện viên tiên tiến Cái tư duy bọn nó ấy, Là nó phải phù hợp với một cái huấn luyện Tại vì tôi nói thật đấy Harry Kane là sẽ già và sẽ không còn cái, cái lúc mà MU mà nghĩ đến cái việc ấy mà có thể có thể vô địch được cái gì ấy nhầm tôi xin lỗi không phải MU tự dưng nhảy sang MU England ấy vô địch được một cái gì ấy thì lúc đấy có Harry Kane ông ấy nghỉ hưu rồi mình lại phải tìm một tên đạo mới ông Kyle Walker bây giờ cũng khoảng 30 tuổi rồi đến một lúc nào đấy cũng mình cũng phải thay đổi hậu vệ cánh phải của mình tôi thề phúc 70 đời ấy Cái đất nước Anh Quốc này này Là mấy cầu thủ kho còn lại ấy Toàn là cầu thủ trẻ Ok Rice này Rashford cũng không hẳn là quá trẻ Nhưng mà thuộc loại trẻ hơn này Bukayo Osaka này Đúng không à, Jude Bellingham này Đây là những cầu thủ mà thuộc loại trẻ hơn Ok Nhưng mà Cứu tôi với đi Please Đến một cái lúc nào để Cái liên đoàn bóng đá anh này Sa thải của tôi Cho Southgate Nghỉ hưu của tôi đi và nói thật luôn là giúp ông ý đi nhét ông ý vào một cái cỗ máy thời gian rồi cho ông ý bay trở lại cái thời kỳ đồ đá của ông ý đi tại vì ông ý không còn phù hợp với cái thời đại bây giờ nữa đâu xem bóng đá mà chán dã man chán vãi nổi luôn ok xin lỗi không liên quan gì đến mu cả tôi, tôi ra có liên quan đến mu cái mà làm tôi bị kích động lên là cái vụ harry Maguire